khi Gonzalo Montiel bước lên chấm phạt đền, thực hiện cú đáo lung lưu quyết định mang về chức vô địch World Cup 2022 cho Argentina. Montiel đồng thời trở thành điểm sáng trong di sản vĩ đại của huyền thoại Lionel Messi. Trong suốt 120 phút trước loạt đá luân lưu cân não, Messi và Mbappe, những cầu thủ vốn được xem là hàng đầu thế giới, đã chiêu đãi hơn 1,5 tỷ người trên toàn hành tinh này một bữa tiệc bóng đá vĩ đại. Messi mở đầu với đường kiến tạo hoàn hảo đến từ Milimet cho Di Maria. Sau đó, từ điên tên mình lên bàn tỷ số để nhận đôi cách biệt trước giờ giải lao. Tưởng chừng như đây sẽ là một sân khấu dành cho những vũ điệu tango, nhưng Mbappe đã tỏa sáng đúng lúc với một cú đúp tuyệt hảo. Không ai chịu hai. Cả hai cầu thủ khi còn khoác áo PSG khi đó lần lượt ghi bàn thắng trong hiệp phụ để đưa trận chung kết vào loạt luân lưu. Rõ ràng, cả Messi và Mbappe đã mang đến những màn trình diễn khó quên nhất trong sự nghiệp. Song đến cuối cùng, chỉ duy nhất Messi là người giành chiến thắng và chứng minh rằng anh mới là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Vượt mặt Pháp để trở thành nhà vô địch thế giới, chủ nhân bay qua bóng vàng trở lại thi đấu cho PSG với đầy rẫy những khó khăn. Tuy nhiên, bất chấp những sự công kích từ các cổ động viên của PSG, huyền thoại người Argentina vẫn góp công lớn, giúp đội chủ sân công viên các hoàng tử trở thành nhà vô địch Lyon trước khi nó lời chia tay. Khi Messi cập bến Inter Miami, nhiều người đã nghĩ rằng đó là thời điểm thích hợp để huyền thoại 36 tuổi bước vào giai đoạn dưỡng già. Nhưng Messi thì không nghĩ như vậy. Anh mở đầu chương mới trong sự nghiệp của mình bằng cú đá phạt mang tính biểu tượng, mang về chiến thắng nghẹt thở trước Cruz Azul. Và thậm chí ở trận đấu thứ hai trước Atlanta United, cầu thủ sinh năm 1987 còn có tới 2 lần đi tới mình lên bàn tỷ số. Nếu Messi được trao danh hiệu cá nhân giành giá nhất của bóng đá thế giới vào cuối năm nay, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành quả bóng vàng khi thi đấu bên ngoài châu Âu. Mặc dù danh hiệu này không liên quan nhiều đến những màn trình diễn của anh cho Inter Miami, nhưng liệu rằng khi rời xa châu Âu, Messi có còn là cầu thủ số 1 của làng túc cầu hay không? Đầu tiên, hãy loại bỏ một vài ứng viên đã tự khép chặt cánh cửa cơ hội của mình. Ở tuổi 31, Neymar dường như đã không còn nhiều cảm hứng với bóng đá đỉnh cao. Với thời cơ vàng để anh vươn mình trở thành siêu sao hàng đầu thế giới đã trôi qua, Neymar hoàn toàn có thể trở nên vĩ đại với những chiếc vô địch La Liga hay cả Champions League nếu như tiếp tục còn gắn bó với Barcelona. Không những vậy, Neymar còn có cơ hội vượt mặt huyền thoại Pele để ghi tên mình vào sử sách Brazil với tư cách là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại. Nhưng thực tế là không có gì thay đổi quy định của Neymar khi anh chia tay Barcelona, chuyển đến chơi bóng tại PSG với bản hợp đồng kỷ lục. Neymar muốn vượt khỏi cái bóng của Messi để chứng minh giá trị của mình. Dẫu vậy, mọi thứ hoàn toàn đi ngược với những gì mà anh kỳ vọng. Nếu bỏ qua Neymar, thì những cầu thủ như Lewandowski hay đương kim quả bóng vàng Benzema sẽ là những cái tên tiếp theo được đặt lên bàn cờ với Messi. Cả hai đều cho thấy phong độ huyền diệu của mình trong giai đoạn gần đây. Những mùa giải vừa qua lại bất ngờ chứng kiến sự tụt dốc của họ. Trong khi Lewandowski vẫn chơi tại châu Âu và còn cơ hội vươn mình trong tương lai, thì Benzema đã chấp nhận chia tay bóng đá đỉnh cao để chuyển đến Ả Rập Xê Út. Chính vì vậy, Benzema hoàn toàn không có cơ sở để tạo ra một cuộc cạnh tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất với Messi. Trong bối cảnh hiện tại, có lẽ Erling Haaland chính là gương mặt sáng giá nhất trong cuộc chiến với Messi. Tiền đạo người Na Uy đã khẳng định vị thế của mình trong mùa giải vừa qua khi cùng Man City giành được cú ăn ba. Trong hành trình chinh phục tham vọng, Haaland xuất sắc phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Ngoại hạng Anh, đồng thời ẵm trọn hai danh hiệu vua phá lưới tại Premier League và Champions League. Với những gì đã và đang trình diễn, sẽ không có gì bất ngờ nếu như Haaland có thể giành được ít nhất một quả bóng vàng trong sự nghiệp. Nhưng xét trên nhiều phương diện, những gì tiền đạo sinh năm 2000 làm được trong mùa giải trước vẫn không thể so sánh được với tầm ảnh hưởng của Messi. Trong khi đó, việc Benzema từ giã đội tuyển Pháp đồng nghĩa với việc Mbappe sẽ trở thành gương mặt đại diện cho Pháp. Ngôi sao đang thuộc biên chế của PSG nằm trong số những cầu thủ thành công nhất ở tuổi 24. Bên cạnh chức vô địch World Cup vào năm 2018, Mbappe cũng xuất sắc giành đến 6 chức vô địch Lyon. Ngay khi còn là một cầu thủ trẻ kém tên tuổi, Mbappe đã được Real Madrid, Chelsea và Arsenal theo đuổi. Nhưng cuối cùng, tiền đạo này quyết định gia nhập Monaco trước khi cập bến PSG. Ở thời điểm hiện tại, tương lai của Mbappe cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Nhiều nhận định cho rằng Mbappe sẽ chuyển sang khoác áo Real Madrid trong tương lai gần. Điều này cũng sẽ mở ra một cơ hội lớn để Mbappe có thể đua tranh quả bóng vàng. Thế nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Mbappe dường như là sự trộn lẫn của những ngôi sao tấn công xuất sắc nhất suốt hai thập kỷ qua. Tốc độ của Thierry Henry, khả năng dứt điểm đa dạng của Ronaldo de Lima và sự tự tin của Cristiano Ronaldo. Không quá khi nói rằng Mbappe là tài năng ngàn năm có một và cũng sẽ là gương mặt thống trị thế giới bóng đá trong tương lai.
Thực tế, có một số sự khác biệt về phong cách thi đấu của Mbappe và Messi dẫn đến sự khập khiễng trong việc so sánh. Messi có thiên hướng lùi sâu để thu hồi bóng, và dĩ nhiên, điều này sẽ giúp các chỉ số liên quan như chuyền và thu hồi bóng trở nên ấn tượng hơn. Trong giai đoạn này, những người đồng đội cũ tại PSG cũng thể hiện các vai trò khác nhau. Trong khi Mbappe tận dụng tốc độ vượt trội để loại bỏ đối thủ, thì ngược lại, Messi dần trở nên chậm chạp hơn do vấn đề tuổi tác. Nhưng thay vào đó, anh lại thể hiện khả năng đọc trận đấu với bộ kỹ năng toàn diện và hoàn hảo. Với thành tích giống nhau, tại cấp câu lạc bộ thì rõ ràng, chiếc vô địch World Cup 2022 chính là thước đo giúp Messi hoàn toàn chiếm ưu thế. Trong cuộc đua với Messi, De Bruyne mặc dù kém nổi bật hơn so với những Haaland hay Mbappe, nhưng vẫn là một đối thủ đáng gờm. Dù không ghi được nhiều bàn thắng bằng những đối thủ trên, song nên nhớ rằng De Bruyne đang là chân chuyền xuất sắc bậc nhất châu Âu trong nhiều năm qua. Messi cũng nổi bật với những đường kiến tạo chất lượng. Tuy nhiên, Messi là thiếu đi những pha chuyền bóng chính xác bằng cả hai chân như những gì De Bruyne làm được. Câu hỏi được đặt ra là, nếu so sánh Haaland, Mbappe, Messi và De Bruyne với nhau, liệu rằng ai sẽ là cái tên xuất sắc nhất trong bốn người? Mbappe và Haaland là những cô máy săn bàn. Trong khi đó, De Bruyne sống với một nhà kiến thiết đầy sáng tạo. Còn Messi, anh có thể làm tốt tất cả những công việc đó.